Cao thủ boxing Trương Đình Hoàng gặp gỡ Cung Lê, bỏ ngỏ kịch bản đấu Flores. Sau khi gây tốn rất nhiều giấy mực của báo giới, thì kịch bản được chờ đợi về màn so găng giữa Trương Đình Hoàng vẫn chưa chính thức được ngã ngũ. Ngày 25 tháng 9, cựu vô địch boxing Trương Đình Hoàng đã có cuộc gặp gỡ với Cung Lê tại câu lạc bộ Sài Gòn Sports Club. Trong lần võ sĩ gốc Việt trở về Việt Nam tìm kiếm những ngôi sao võ thuật để tham dự một dự án phim bom tấn, đây là lần khá hiếm hoi mà võ sĩ sinh năm 1988 có cơ hội trò chuyện với thần tượng của mình. Ngoài việc gặp Cung Lê thì Trương Đình Hoàng còn có cuộc hội ngộ với một vị võ sư người Mỹ gốc Việt là Master Kim, tên thật là Kim Tấn Lộc, một huấn luyện viên môn Thái Cực Quyền và Jiu-Jitsu ở Mỹ. Khi được hỏi về kế hoạch thượng đài với chuẩn võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh Pierre-François Flores, trong đó có việc xin giấy phép, Trương Đình Hoàng cho biết: "Tôi cũng chưa chắc chắn lắm về trận đấu này, có lẽ phải đợi ít bữa nữa tôi mới có thể đưa ra một câu trả lời chính thức." Trong khi đó, liên hệ với Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt phái Vịnh Xuân Nam Anh về chuyện xin giấy phép cho trận đấu giữa Flores và Trương Đình Hoàng, vị võ sư ở Sài Gòn tiết lộ ngắn gọn như sau: "Chính xác thì hiện tại vẫn chưa có giấy phép, nhưng sắp tới sẽ có, vì cả hai bên đều đã ký kết và đồng ý rồi, chỉ có điều vẫn chưa công bố thôi." Được biết, hiện tại võ sư Flores vẫn âm thầm tập luyện một cách rất chăm chỉ tại Canada. Vài tháng trở lại đây, anh hầu như cũng không lên mạng để chia sẻ những thông tin cá nhân giống như hồi năm ngoái. Có thể thấy, đến thời điểm hiện tại, kịch bản Flores đấu Trương Đình Hoàng sẽ trở thành hiện thực hay không vẫn còn là một câu hỏi. Hy vọng hai võ sĩ có thể hoàn tất thủ tục xin giấy phép để cống hiến cho khán giả một trận so găng hấp dẫn trên tinh thần thượng võ. Cung Lê và tạo hình sát thủ trong phim hành động Công phá châu Âu. Các fan phim hành động nay có thể hoàn toàn yên tâm khi bộ phim Công phá châu Âu không chỉ có ngôi sao võ thuật Lương Triều Vĩ mà còn có sự góp mặt đặc biệt của cựu võ sĩ gốc Việt Cung Lê. Cung Lê năm nay 46 tuổi, là người Mỹ gốc Việt. Trước khi trở thành diễn viên điện ảnh, anh là một võ sĩ bất khả chiến bại trên đấu trường Sanso Kickboxing. Sau đó, Cung Lê tiếp tục chinh phục giải đấu võ tự do MMA, quật ngã Frank Shamrock và trở thành nhà vô địch hạng trung của Trick 4. Hiện tại, anh đang theo đuổi sự nghiệp điện ảnh, đồng thời tham gia giải UFC, giải đấu võ tự do lớn nhất thế giới. Xét về diễn viên phim hành động, ngoài yếu tố diễn xuất thì yếu tố thể hình và võ thuật luôn được xem là ưu tiên hàng đầu. Không những thế, họ còn phải thực hiện nhiều cảnh quay nguy hiểm. Cung Lê đều hội tụ xuất sắc những yếu tố trên. Công phá châu Âu là bộ phim thứ hai mà Cung Lê kết hợp với Lương Triều Vĩ sau Grandmaster. Trước đó, Cung Lê đã tham gia đóng phim cùng Trân Tử Đan trong Thập Nguyệt Phi Thành, làm khách mời đặc biệt của bộ phim truyền hình ăn khách Into the Backland, đóng cùng nam tài tử Ngô Ngạn Tổ. Anh từng tham gia rất nhiều vai diễn lớn nhỏ khác nhau của Hollywood. Tháng 5 vừa rồi, Cung Lê đã về Việt Nam để kết hợp cùng với Trương Ngọc Ánh cho dự án phim Mục Tiêu Chết. Được biết, trong phim này, Cung Lê sẽ đồng thời vào vai nam chính, vừa làm chỉ đạo võ thuật. Trong bộ phim điện ảnh sắp ra mắt tại Việt Nam là Công phá châu Âu, Cung Lê sẽ thủ vai Bọ Ngựa Đen, một sát thủ hàng đầu châu Á. Hãy cùng chiêm ngưỡng tạo hình cực ngầu của nhân vật này. Công phá châu Âu là một bộ phim hành động đặc sắc, được đạo diễn bởi Mã Sở Thành với kinh phí khủng lên tới 26 triệu đô la. Bộ phim là một chuỗi những pha hành động đẹp mắt và nghẹt thở dưới khung cảnh hoành tráng từ Thượng Hải cho tới Italia. Hiện tại nhân vật của Cung Lê còn khá bí ẩn, nhưng chắc chắn rằng anh sẽ là một điểm nhấn đầy bất ngờ và hấp dẫn của bộ phim.